Rễ củ nó thì không to nhưng mà rễ nó cũng tương đối đẹp. Đấy, tôi phủ cái rẻ này để giảm cỏ mọc thôi. Cái thân của nó bây giờ nó già lua lắm rồi. Đấy, thí dụ như các bạn nhìn cái phần gỗ rễ lũa này. Đấy, nhưng mà mọc mầm đây này. Đấy, cái phần này lũa như thế này nhưng nó vẫn mọc mầm này. Đấy, trông rất là già đúng Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng. Hôm nay tôi có một cây giấy Mỹ gốc cũng khá khá to. Đó. Nhưng mà phần củ thì cũng như tôi cũng có giới thiệu các bạn ấy là chúng tôi làm cây bonsai ấy, củ nó thường thường to. Nhưng cây này thì củ nó không to lắm. Đó. Nó có rễ thôi. Đấy, và cái phần này chúng tôi bóc vỏ này. Các bạn thấy không? Nếu mà máy quay mà đưa sát vào các bạn thấy hà hố không lũa. Thế nhưng mà cạnh cái lũa này chúng ta thấy vẫn mọc mầm lên. Đấy. Và cây tay tán vẫn có. Cái này 5 triệu. Cái chỗ gốc to nhất này đấy. Tôi cứ lấy cái chỗ này đi để thước các bạn nhìn nó dễ. Chỗ này chiều nó hơi dẹp dẹp nhá. Chỗ này nó khoảng 14-15 cm này. Thế còn cái chỗ này nó cũng mà rơi vào tầm khoảng 9 phân này. Đấy. Lên đây thì nó vào khoảng ngót 6 phân này. Đấy. Lên đến đây thì nó khoảng độ 4 đi. 4. Cái cây này tổng chiều cao tôi cứ tính từ mặt chậu đi, gọi mặt đất là 1m25. Và rộng nhất của cây ấy là 85 90. Cây này 5 triệu các bạn ạ. Bây giờ đây tôi có một cây giấy, cây này chúng tôi hay gọi là giấy ta. Cây này có một màu tím hồng thôi. Nhiều người gọi là tím Huế. Cây này thì có một màu thôi. Cây này 4 triệu đồng. Cái gốc của nó thì gốc nó cây này cũng trực trực dáng thôi nhưng mà nó hơi siêu siêu ra một chút. Cây này gốc nó 10 phân. Nên là trục nó đưa sang đây rồi và chúng tôi cũng đảo cành lại để cho trông cây nó tương đối hợp lý. Cây này đường kính tán rộng của nó, chiều dài rộng của nó vào 1 mét, tính từ mặt chậu lên thì cây cao cũng 1 mét thôi. Cây này 4 triệu. Tiếp theo tôi có một cây giấy Mỹ nữa. Cây này cái bộ rễ củ nó thì không to nhưng mà rễ nó cũng tương đối đẹp. Đấy, tôi phủ cái rẻ này để giảm cỏ mọc thôi. Cái thân của nó bây giờ nó già lua lắm rồi. Đấy, thí dụ như các bạn nhìn cái phần gỗ rễ lũa này. Đấy, nhưng mà mọc mầm đây này. Đấy, cái phần này lũa như thế này nhưng nó vẫn mọc mầm này. Đấy, trông rất là già đúng không? Nhá, cây này 4 triệu các bạn. Cây này không cao to lắm đâu. Cây này tổng chiều cao của cây không tính chậu là ngót 80 cm một chút. Chiều này của nó cũng khoảng độ 70. Nếu mà cái chỗ gốc to nhất này đấy là nó khoảng 10 phân. Và cái chỗ này đi, chỗ này là 6 rồi. Đấy. Để các bạn nắm rõ cái cây. Cái này bắt đầu điểm một chút hoa rồi. Đây tôi cũng có một cây giấy Mỹ nữa, nhưng cái dòng giấy này đấy là chúng tôi trồng thẳng xuống đất đấy. Đâm ra là chúng tôi chỉ có thân thôi. Đây, thân và gốc thôi, chứ không có rễ lớn như là cái giống cây bonsai kia. Thế mà cái đường kính gốc chỗ này nó cũng vào khoảng 10 phân. Chúng ta lấy chỗ này dưa lưng chừng rồi đi. Đấy, chỗ này cũng 6. Và chỗ bé này đi, chỗ bé lại cũng gần 5 đấy. Tổng chiều cao của cây không kể chậu tính từ mặt đất ấy là 95 cm. Và rộng tả hết tán cây là 90. Cây này 3 triệu rưỡi quý vị các bạn. Rồi, tiếp theo tôi có một cây giấy ta. Cây này đường kính gốc của nó 10 cm. Mà cái chỗ lưng chừng này, cái cổ này cũng là hơn 6, vậy 6 đấy. Cái này nó thấp cây. Cái này chiều ngang tán của nó là đường ngang của nó 1 mét. Nhưng chiều cao tính từ mặt chậu thì nó lại chỉ có 75 cm thôi. Cái này trị giá 4 triệu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn là người yêu cây? Bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh? Hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh chợ hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé!